như bạn này bạn chạy luôn mà không mua những mình không gặp cái gì mình rất là đau. Cái con hôm qua đấy mà cái khoản hôm nay lặn nó hơi mà không dám gọi điện lại hay đi ơi con nào đấy. Đau chết luôn. Hôm qua anh thấy có một con nó bảo là chủ quán với em.